Chương 10 Nabi Yunus Nhân danh Allah đấng độ lượng đấng khoan dung Alif Lam Ra Đây là những câu của kinh sách chí minh Quran Có phải con người lấy làm ngạc nhiên Khi ta Allah đã mặc khải kinh sách xuống cho một người đàn ông xuất thân từ họ để cảnh báo nhân loại về hình phạt của Allah và báo tin mừng cho những người có đức tin rằng họ sẽ được phần thưởng tốt đẹp ở nơi thượng đế của họ về những gì mà họ gửi đi trước. Tuy nhiên, những kẻ vô đức tin lại nói rõ ràng đây là một tên phù thủy. Thật vậy, thượng đế của các ngươi hỡi những kẻ ngạc nhiên là Allah Đấng đã tạo ra các tầng trời và trái đất trong sáu ngày, rồi Ngài ngự trị trên ngai dương. Ngài điều hành và sắp xếp mọi công việc. Không có bất cứ ai can thiệp cho ai ngoại trừ có sự cho phép của Ngài. Đó là Allah, Thượng Đế của các ngươi. Vì vậy, các ngươi hãy tôn thờ Ngài. Lẽ nào các ngươi không lưu tâm? Rồi tất cả các ngươi phải trở về trình diện Ngài. Lời hứa của Allah là sự thật. Thật dậy, Ngài đã bắt đầu quá trình tạo hóa rồi Ngài sẽ lặp lại nó để Ngài có thể ban thưởng cho những ai đã tin tưởng và hành thiện theo lẽ công bằng. Riêng đối với những kẻ vô đức tin, chúng sẽ được chiêu đãi bằng một loại nước sôi và một hình phạt đau đớn cho những điều mà chúng đã từng phủ nhận. Ngài là đấng đã tạo ra mặt trời chiếu sáng, trói lọi và mặt trăng mang ánh sáng dịu mát và Ngài sắp đặt cho nó xuất hiện tại các vị trí khác nhau để các ngươi nhận biết được số lượng năm tháng và tính toán thời gian. Allah đã tạo ra điều này vì chân lý. Ngài giải thích rõ các dấu hiệu của Ngài cho nhóm người hiểu biết. Quả thật, trong sự luân phiên của đêm và ngày và trong những gì mà Allah đã tạo ra trong các tầng trời và trái đất đều là những dấu hiệu chứng minh quyền năng của Allah dành cho những người ngoan đạo ngay chính sợ Allah. Những kẻ không mong đợi cuộc gặp gỡ với Ta Allah ở đời sau và hài lòng với cuộc sống thế giới này và cảm thấy an nhiên ở đó cũng như những kẻ thờ ơ với các lời phán của Ta Chúng là những kẻ mà chỗ ở sẽ là quả ngục do hậu quả của những điều mà chúng đã tích lũy. Thật vậy, những người có đức tin và hành thiện, Thượng Đế của họ sẽ hướng dẫn họ đến với sự hài lòng của Ngài bằng đức tin của họ. Và Ngài sẽ thu nhận họ vào các ngôi vườn thiên đàng hạnh phúc bên dưới có những dòng sông chảy. Lời cầu nguyện của họ trong thiên đàng sẽ là Lạy Allah, Ngài là đứng Vinh Quang và Tối Cao. Và lời chào của họ với nhau sẽ là Salam, Chào An Lành. Và lời cầu nguyện cuối cùng của họ sẽ là Alhamdulillahirabbilalamin, Ca Ngợi, Tán Dương và Tạ ơn Allah, Thượng Đế của Vũ Trụ và Vạn Vật. Nếu như Allah dội vàng đáp lại điều xấu mà con người yêu cầu giống như việc con người muốn ngài đáp lại điều tốt khi họ cầu xin ngài thì chắc chắn tuổi thọ của họ đã phải kết thúc. Tuy nhiên, ta bỏ mặc những kẻ không mong đợi cuộc gặp gỡ với ta, sống lang thang một cách mù quáng con người khi gặp hoạn nạn y gian vái khẩn cầu ta cứu giúp trong mọi tư thế nằm ngồi hoặc đứng nhưng khi ta giúp y thoát khỏi cơn nguy nạn y làm ngơ bước đi như thể y chưa bao giờ từng cầu khẩn ta cứu giúp y thoát nạn như thế đó những gì mà những kẻ tội lỗi đã làm lại tỏ ra đẹp mắt đối với chúng ta đã tiêu diệt những thế hệ trước các ngươi hỡi những kẻ đa thần khi mà chúng làm điều sai quấy các sứ giả của chúng đã đến với chúng với những bằng chứng rõ ràng nhưng chúng không tin ta đáp trả những kẻ tội lỗi đúng như vậy sau đó ta đã để các ngươi loài người thành những người thừa kế trái đất này sao chúng để quan sát các ngươi hành động thế nào, nếu các ngươi làm tốt sẽ được tốt còn nếu các ngươi làm điều xấu sẽ bị điều xấu. Khi các lời mặc khải của ta được sướng đọc rõ ràng cho họ nghe, những kẻ không mong đợi cuộc gặp gỡ với ta nói: "Ngươi hỡi Muhammad, hãy mang đến cho bọn ta một quyển Quran khác của quyển này, hoặc hãy thay đổi nó đi." Ngươi thiên sứ Muhammad hãy nói với chúng ta không thể thay đổi nó theo ý mình. Ta chỉ làm theo những gì đã được mặc khải cho ta. Nếu ta nghịch lại thượng đế của ta, ta thực sự sợ hình phạt của ngày khủng khiếp ngươi hỡi thiên sứ Muhammad, hãy nói với chúng, nếu Allah muốn ta đã không đọc nó, tức Quran, cho các ngươi nghe và Ngài cũng không cho các ngươi biết về nó. Rõ ràng ta đã sống một quãng đời với các ngươi trước khi nó được ban xuống, sao các ngươi lại không hiểu? Vì vậy, ai sai quấy hơn kẻ bịa ra một lời nói dối về Allah hoặc phủ nhận các dấu hiệu của Ngài, chắc chắn những kẻ tội lỗi sẽ không thành công những kẻ đa thần tôn thờ ngoài Allah, những thứ không gây hại cho họ, cũng không mang lợi cho họ. Và họ nói, đây là những gì đại diện can thiệp cho chúng tôi trước Allah. Ngươi hỡi thiên sứ Muhammad, hãy nói với chúng, có phải các người muốn cho Allah biết điều mà các người tưởng rằng Ngài không biết chuyện gì xảy ra trong các tầng trời và trái đất? Allah vinh quang và tối cao vượt bên trên mọi thứ mà chúng tổ hợp với Ngài. Thật ra, trước đây loài người vốn là một cộng đồng duy nhất chỉ thờ phượng một mình Allah nhưng rồi họ chia rẽ nếu không phải vì lời phán trước đây của thượng đế người thiên sứ Muhammad thì mọi uh, tranh chấp của họ đã được giải quyết xong những kẻ đa thần nói tại sao thượng đế của y Muhammad không ban xuống cho y một dấu lạ nào đó chứng minh sứ mạng của y là thật. Ngươi hãy nói, quả thật những điều vô hình đều thuộc về kiến thức của Allah. Vì vậy, các người hãy chờ đợi, quả thật ta cũng chờ đợi cùng các người. Khi mà ta, Allah cho con người nếm trải hồng phúc của ta sau cơn nguy nạn, ngay lập tức họ âm mưu chống lại các lời mặc khải của ta. Ngươi hỏi thiên sứ Muhammad hãy nói Allah nhanh hơn trong chiến lược Quả thật các sứ giả của ta Các thiên thần ghi chép Luôn ghi chép hết mọi thứ Mà các người âm mưu Allah Chính Ngài là đứng làm cho các ngươi có thể đi lại trên đất liền và ngoài biển cả và khi các ngươi ở trên tàu. Con tàu đưa họ vượt trùng dương với làng gió nhẹ. Họ vui mừng với chuyến đi. Bóng một cơn cuồng phong nổi lên, những làn sóng khổng lồ từ khắp nơi ập đến. Họ nghĩ mình sẽ bị chết chìm trong trận dông tố này. Họ liền chân thành khấn giái Allah, nếu Ngài cứu bầy tôi khỏi đại nạn này, chắc chắn bầy tôi sẽ là những người biết ơn Ngài nhưng sau khi ngài cứu họ khỏi cơn nguy nạn thì họ lại gieo rắc tội lỗi trên trái đất bất chấp công lý hỡi nhân loại thật ra tội lỗi đó chỉ hại bản thân các ngươi thôi đó chỉ là sự hưởng thụ tạm bỡ của đời sống thế tục rồi đây các ngươi sẽ trở về trình diện ta lúc đó ta sẽ cho các ngươi biết về mọi thứ mà các ngươi đã từng làm quả thực hình ảnh đời sống trần tục này chỉ giống như một cơn mưa mà ta ban từ trời xuống làm cây cối trên đất hấp thụ cho ra đủ loại cây trái hoa màu cung cấp lương thực cho con người và gia súc cho đến khi mảnh đất được trang điểm và đẹp đẽ khiến các chủ nhân của nó nghĩ rằng mình có khả năng thu hoạch tốt vụ mùa thì mệnh lệnh quỷ hoại mùa màng của ta được ban xuống đêm ngày. Ta đã làm cho mùa gặt như thế, nó chưa phát triển ngày hôm qua. Như thế đó, ta đã giải thích chi tiết các dấu hiệu cho nhóm người biết suy ngẫm. Allah mời gọi con người đến với ngôi nhà bằng an tức thiên đàng và hướng dẫn bất cứ ai ngài muốn đến với con đường ngay chính đó là tôn giáo Islam. Những người làm tốt sẽ có được phần thưởng tốt và hơn thế nữa. Không có bóng tối nào bao phủ khuôn mặt của họ, cũng không có sự sỉ nhục. Họ là những người bạn của thiên đàng, họ sẽ sống trong đó mãi mãi. Những kẻ làm điều xấu sẽ nhận lại điều xấu tương ứng với nó và sự sỉ nhục sẽ bao trùm chúng. Chúng sẽ không có một ai bảo vệ trước Allah. Gương mặt của chúng như thể bị bao phủ bởi bóng tối của màn đêm. Thật đen tối. Chúng là những người bạn của quả ngục. Chúng sẽ sống trong đó mãi mãi vào ngày mà ta sẽ triệu tập tất cả loài người rồi ta phán với những kẻ đa thần các ngươi và thần linh mà các ngươi tổ hợp hãy ở yên vị trí của mình sau đó ta sẽ tách chúng ra và các thần linh của chúng sẽ nói các ngươi không từng thờ phượng bọn ta Allah đã đủ làm nhân chứng cho bọn ta và các ngươi và bọn ta đã không biết gì về sự thờ phượng của các ngươi vào ngày vĩ đại đó, mọi linh hồn sẽ chứng kiến hậu quả của những điều mà nó đã từng làm và những kẻ đa thần sẽ được đưa về với Allah đấng bảo hộ đích thực của chúng và những gì mà chúng đã bịa đặt trước đây sẽ bỏ chúng đi mất ngươi hỏi thiên sứ Muhammad, hãy hỏi những kẻ đa thần phú nhận Allah. Ai ban lọc cho các ngươi từ trời đất? Ai chi phối thính giác và thị giác của các ngươi? Ai đưa cái sống ra từ cái chết và đưa cái chết ra từ cái sống? Và ai điều hành sắp xếp mọi hoạt động của vũ trụ? Chúng sẽ nói Allah. Vì vậy, ngươi hãy nói với chúng, vậy tại sao các ngươi không sợ Ngài? Đây là Allah, Thượng Đế đích thực của các ngươi. Thế nên bất cứ điều gì ngoài chân lý đều lầm lạc, vậy các ngươi lạc hướng đi đâu? Lời nói của Thượng Đế của ngươi, Thiên sứ Muhammad, về những kẻ bất tuân, giấy loạn đúng như thế, rằng chúng sẽ không có đức tin. Ngươi hỏi thiên sứ Muhammad hãy nói với những kẻ đa thần, các thần linh mà các ngươi thờ phượng ngoài Allah có khả năng khởi tạo vũ trụ và tái tạo nó không? Ngươi hỏi tiên sư Muhammad hãy nói với chúng, Allah khởi tạo vũ trụ và tái tạo nó trở lại. Vậy sao các ngươi vẫn còn xa lánh chân lý? Ngươi hỏi tiên sư Muhammad hãy hỏi chúng, có thần linh nào của các ngươi hướng dẫn đến chân lý không? Ngươi hãy nói, Allah hướng dẫn đến chân lý. Vậy, đấng hướng dẫn đến chân lý đáng được tuân theo hơn hay một kẻ không thể hướng dẫn, trừ phi được hướng dẫn? Các ngươi cư xử và đánh giá sao vậy? và hầu hết những kẻ đa thần chỉ đi theo giả định. Thật vậy, giả định không thay thế được gì cho sự thật. Quả thật, Allah biết rõ những điều chúng làm. Quân Anh này không thể nào do ai khác ngoài Allah làm ra. Nó xác nhận lại những gì trước nó và giải thích chi tiết về kinh thánh trước đây như Torah, Injil, Zabur. Không có gì phải hoài nghi rằng nó đến từ đấng chúa tể của vũ trụ và dạng vật. Hoặc có phải những kẻ đa thần bảo y Muhammad đã bị đặt ra Quran? Ngươi, hỡi thiền sứ Muhammad hãy nói, vậy các ngươi hãy mang đến một chương kinh giống như thế và hãy gọi bất cứ ai ngoài Allah đến giúp đỡ nếu các ngươi nói thật. Đúng hơn, chúng đã phủ nhận những gì mà chúng không thể bao hàm với sự hiểu biết của chúng và chúng chưa đạt được lời giải thích của nó. Tương tự như thế, những kẻ trước chúng cũng đã phủ nhận. Cho nên, ngươi hỡi thiền sư Muhammad hãy xem kết cuộc của những kẻ làm điều sai quấy đã diễn ra thế nào. Trong số những kẻ đa thần, có người đã tin tưởng vào Quran và có người không tin tưởng vào nó. Tuy nhiên, Thượng Đế của ngươi Muhammad biết rõ những kẻ giấy loạn, bất tuân nếu như chúng phủ nhận ngươi hỡi thiên sứ Muhammad thì ngươi hãy nói ta chịu trách nhiệm cho hành động của ta và các ngươi chịu trách nhiệm cho hành động của các ngươi. Các ngươi không liên can đến việc làm của ta và ta không liên can đến việc làm của các ngươi. Trong số những kẻ đa thần có người đến giả giờ nghe ngươi thiên sứ sướng đọc Quran nhưng ngươi hỡi thiên sử Muhammad hãy biết rằng làm sao ngươi có thể làm cho người điếc nghe được cũng như làm sao ngươi có thể hướng dẫn đám người khi chúng không hiểu gì trong số những kẻ đa thần có người hướng mắt nhìn ngươi nhưng làm sao ngươi có thể hướng dẫn được người mù khi họ không nhìn thấy Thật vậy, Allah đã không bất công với con người về bất cứ điều gì, nhưng chính con người lại bất công với bản thân mình vào ngày mà Allah sẽ tập hợp nhân loại họ cảm giác như thể họ chỉ ở lại thế gian một giờ trong ngày và họ sẽ nhận biết nhau quả thực những kẻ phủ nhận cuộc gặp gỡ với Allah sẽ thất bại và họ là những kẻ đã không được hướng dẫn cho dù ta cho ngươi thiên sứ Muhammad thấy một vài hình phạt mà ta đã hứa với chúng hay ta làm cho ngươi chết đi thì đằng nào chúng cũng phải trở về trình diện ta. Rồi đây Allah sẽ là nhân chứng cho những gì chúng đã từng làm. Mỗi cộng đồng dân tộc, quốc gia đều có một sứ giả được Allah phái đến. Vì vậy, khi sứ giả của họ đến, mọi việc tranh chấp giữa họ sẽ được giải quyết một cách công bằng và họ sẽ không bị đối xử bất công. Những kẻ vô đức tin nói, bao giờ lời hứa về sự trừng phạt này sẽ xảy ra nếu các ngươi nói thật. Ngươi hỏi thiên sứ Muhammad, hãy nói với chúng, ta không có quyền năng quyết định điều hại hay điều lợi cho bản thân, ngoại trừ điều nào Allah muốn. Mỗi cộng đồng đều có một thời hạn nhất định. Một khi thời hạn của họ đến thì họ sẽ không thể nán lại hay đi sớm hơn một thời khắc nào. Ngươi hỏi thiên sư Muhammad hãy nói với chúng. Các ngươi hãy nghĩ xem nếu Allah ban hình phạt xuống cho các người vào ban đêm hoặc ban ngày thì hình phạt nào sẽ là cái mà những tên tội lỗi thúc giục nó mau đến. Phải chăng sau khi hình phạt thực sự giáng xuống thì các ngươi mới tin hay sao? Lẽ nào bây giờ các ngươi mới tin trong khi trước đây các ngươi đã mong nó mau đến? Sau đó, có lời phán bảo với những tên làm điều sai quấy, các ngươi hãy nếm lấy sự trừng phạt muôn đời. Các ngươi được đền bù bởi những gì các ngươi đã kiếm được. Những kẻ đa thần hỏi ngươi, thiên sứ Muhammad, có phải hình phạt mà ngươi cảnh báo là sự thật không? Ngươi hãy đáp, xin thề với Thượng Đế của ta. Chắc chắn đó là sự thật và các ngươi sẽ không thoát nếu mỗi linh hồn làm điều sai quấy có tất cả mọi thứ trên trái đất thì chắc chắn nó sẽ dùng để chuộc tội. Và những kẻ làm điều sai quấy sẽ hối hận khi nhìn thấy hình phạt. Tuy nhiên, chúng sẽ được Allah phân xử bằng công lý và chúng sẽ không bị đối xử bất công. Lẽ nào mọi thứ trong các tầng trời và trái đất không thuộc về một mình Allah? Lẽ nào lời hứa của Allah không phải là sự thật? Tuy nhiên, hầu hết những kẻ vô đức tin không biết mà thôi. Ngài làm cho sống và làm cho chết và các ngươi sẽ được đưa về trình diện Ngài trở lại để Ngài xét xử và thưởng phạt. Hỡi con người, thật vậy, lời răng Quran từ Thượng Đế đã đến với các ngươi nó là một phương thức chữa tâm bệnh của các ngươi, là một nguồn chỉ đạo và là lòng thương xót dành cho những người có đức tin. Ngươi hỏi thiên sứ Muhammad, hãy nói với nhân loại, với hồng phúc của Allah và lòng thương xót của Ngài, các ngươi hãy vui hưởng, điều đó tốt hơn những gì mà họ đã tích lũy và tom góp được. Hỡi thiên sứ Muhammad, ngươi hãy nói với những kẻ đa thần, các ngươi có xem lại việc các ngươi tự ý cấm và cho phép dùng các bổng lọc mà Allah đã ban xuống cho các ngươi không? Ngươi hãy nói với chúng, phải chăng Allah đã cho phép các ngươi quyền hạn đó hay các ngươi chỉ bịa đặt rồi nói khống cho Allah? Những kẻ bịa đặt lời nói khống cho Allah có suy nghĩ gì về số phận của mình vào ngày phán xét cuối cùng? Quả thật Allah có đầy đủ hồng phúc dành cho loài người nhưng hầu hết họ không biết ơn. Không một hành động nào của ngươi thiên sư Muhammad, không một đoạn Quran nào ngươi sướng đọc và không một hành động nào các ngươi những người có đức tin làm mà lại không nằm dưới sự chứng kiến của ta. Allah không gì có thể nằm ngoài tầm kiểm soát của thượng đế của người dù một vật có sức nặng bằng trọng lượng hạt nguyên tử nằm dưới đất hay trong bầu trời hoặc thậm chí nhỏ hơn hay lớn hơn thế thì cũng đều được ghi chép rõ ràng trong quyển kinh lưu trữ đó là quyển kinh mẹ không có gì phải hoài nghi rằng những vị wali của Allah sẽ không lo sợ cũng sẽ không buồn phiền. Họ là những người có đức tin và kính sợ Allah. Họ sẽ được báo cho tin mừng ngay trong cuộc sống trần gian này và cả đời sau. Lời phán của Allah sẽ không bao giờ thay đổi. Đó là một thành tựu vĩ đại. Hỡi thiên sứ Muhammad, ngươi chớ để cho lời nói của những kẻ xúc phạm tôn giáo làm ngươi buồn rầu. Quả thật, danh dự và quyền lực hoàn toàn thuộc về một mình Allah, ngài là đấng hằng nghe, đấng toàn tri. Không có gì phải hoài nghi rằng bất cứ ai trên các tầng trời và bất cứ ai trên trái đất đều là tạo vật của Allah. Những kẻ cầu khấn các thần linh khác ngoài Allah thực sự không đi theo các đối tác của Ngài, bởi vì Ngài không hề có bất cứ đối tác nào cả. Chúng chỉ đi theo sự phỏng đoán và giả định, chúng chỉ giỏi đặt điều nói dối. Allah là Đấng đã tạo ra ban đêm cho con người nghỉ ngơi và ban ngày để họ quan sát được mọi vật. Quả thật trong sự việc đó là những dấu hiệu cho đám người biết lắng nghe. Một nhóm những kẻ đa thần nói, Allah có con trai. Thật trong sạch và tối cao thay Ngài, Ngài là đấng miễn cần. Dạng vật trong các tầng trời và dạng vật trong trái đất đều thuộc về một mình Ngài. Các ngươi, những kẻ đa thần, chẳng có bằng chứng nào cho điều đã nói. Lẽ nào các ngươi nói ra những điều mà các ngươi không biết? Ngươi hỡi thiền sứ Muhammad, hãy nói với chúng, những ai đặt điều gian dối cho Allah sẽ không thành công những hưởng thụ mà chúng có được trên cuộc sống này chỉ là một sự hưởng thụ tạm bợ ngắn ngủi của cuộc sống thế tục rồi đây chúng sẽ phải trở về trình diện ta rồi ta sẽ cho chúng nếm trải hình phạt nghiêm khắc về những gì mà chúng đã từng phủ nhận hỡi thiên sứ muhammad ngươi hãy kể cho những kẻ đa thần nghe về thông tin của nó khi y bảo người dân của mình hỡi dân của ta nếu địa vị của ta cũng như sự nhắc nhở của ta về các dấu hiệu của Allah trở thành gánh nặng cho các ngươi thì ta xin phó thác cho Allah vậy các người hãy quyết theo kế hoạch của các người các người hãy kêu gọi các thần linh của các người đến hỗ trợ công việc của các người rồi các người chớ để cho kế hoạch của các người có điều gì sơ suất sau đó hãy dùng nó xử trí ta và và chớ cho ta thời gian nghỉ ngơi nhưng nếu các người quay lưng lại với lời khuyên của ta thì các người hãy biết rằng ta đã không đòi các người thù lao quả thật phần thưởng của ta là ở nơi Allah và ta được lệnh phải là người Muslim thần phục ngài Tuy nhiên người dân của nó đã chối bỏ nó. Vì vậy, ta đã giải cứu y và cả những người tin tưởng cùng y trên con tàu, và ta đã để tất cả họ trở thành những người thừa kế. Ta đã nhấn chìm những kẻ đã phủ nhận các dấu hiệu của ta. Ngươi hỡi thiên sứ Muhammad, hãy nhìn xem hậu quả ra sao đối với những kẻ đã được cảnh báo. Rồi sau Nuh, ta đã gửi rất nhiều sứ giả đến với người dân của họ. Các vị sứ giả này đến với người dân của mình với những bằng chứng rõ ràng, nhưng họ đã không tin vào điều mà họ đã phủ nhận trước đó. Vì vậy, ta niêm kính con tim của những kẻ vượt quá giới hạn. Tiếp theo sau họ, ta đã cử phái Musa và Harun đến gặp Pharaon và quần thần của hắn cùng với các dấu hiệu của ta, nhưng bọn chúng cư xử kiêu ngạo và chúng là đám người tội lỗi. Khi cả hai mang chân lý từ nơi ta đến gặp bọn chúng thì bọn chúng bảo, thật ra đây rõ ràng là trò ma thuật. Musa nói các người nói về sự thật như thế khi nó đến với các người ư lẽ nào đây lại là trò ma thuật quả thực những tên dùng trò ma thuật không thể nào thành công đám thuộc hạ của pharaon nói với musa có phải ngươi mang điều này đến để lôi kéo bọn ta rời bỏ những gì mà bọn ta thấy được ở tổ tiên của bọn ta đã làm trước đây để rồi hai ngươi có thể hùng bá trong lãnh thổ này không bọn ta sẽ không tin hai ngươi Phá-ra-ông nói với đám thuộc hạ, các ngươi hãy triệu tập cho ta tất cả các vị Pháp sư quyên bác. Vì vậy, khi các Pháp sư đến, Musa nói với họ, các vị cứ ném xuống bất cứ thứ gì các vị muốn ném. Khi họ đã ném, Musa nói, những gì các vị mang đến chỉ là trò ma thuật. Chắc chắn Allah sẽ phá tan nó, bởi quả thật Ngài không để cho hành động của đám người giấy loạn bất tuân được thành công. Allah thiết lập chân lý bằng các lời phán của Ngài cho dù những kẻ tội phạm không thích điều đó. Nhưng không ai tin Musa ngoại trừ một số con cháu thuộc người dân của Y vì sợ Pharaon và đám thuộc hạ của hắn bắt bớ. Quả thật, Pharaon đã kiêu ngạo trong lãnh thổ Ai Cập và hắn quả thật là một kẻ tàn bạo ác bá. Musa nói, hỡi dân của ta, nếu các người thật sự tin tưởng nơi Allah thì hãy phó thác cho Ngài, nếu các người là tín đồ Muslim thần phục Ngài. Vậy là người dân nói, bầy tôi nguyện phó thác cho Allah, lạy thượng đế của bầy tôi, xin Ngài đừng biến bầy tôi thành một phương tiện thử thách cho những kẻ tàn bạo ác bá. Với lòng thương xót của Ngài, xin Ngài giải cứu bầy tôi khỏi đám người vô đức tin. Ta đã mặc khải cho Musa và người anh em của y, hai ngươi hãy để người dân của mình định cư ở Ai Cập trong những ngôi nhà, hãy dựng những ngôi nhà của các ngươi hướng về Kibla, tức đền Oxford ở Palestine, rồi hãy dâng lễ nguyện Salat trong đó và hãy báo tin mừng cho những người có đức tin. Musa cầu nguyện lại thượng đế của bề tôi ngài đã ban cho pharaon và các tên đầu sỏ của hắn sự quy hoàng và phú quý trong cuộc sống trần tục này lại thượng đế của bề tôi nhờ đó mà chúng đã dắt thiên hạ lạc khỏi con đường của ngài Lạy thượng đế của bề tôi xin ngài phá hủy tài sản của họ và niêm kính con tim của họ để họ không tin tưởng cho đến khi họ đối diện với hình phạt đau đớn Allah phán, lời cầu xin của hai anh em ngươi được ta chấp nhận. Vì vậy, hai ngươi hãy đi thẳng trên chân lý và chết đừng chạy theo con đường của những kẻ không biết ta đã đưa dân Israel băng qua biển Hồng Hải pha ra ông và quân lính của hắn truy đuổi họ với lòng đầy căm phẫn và hận thù rồi đến khi Pharaon bị nhấn chìm dưới biển thì hắn mới nói, bề tôi đã tin rằng quả thật không có thượng đế nào ngoài đấng mà dân Israel đã tin. Và bề tôi xin là một người Muslim thần phục ngài. Allah phán, bây giờ nhà ngươi mới tin ư, chẳng phải trước đó ngươi vẫn còn đại nghịch và là một kẻ giấy loạn kia mà vì vậy ngày nay ta Allah giữ thân xác của ngươi Pharaoh lại để làm một dấu hiệu cho những ai sống sau ngươi tuy nhiên hầu hết nhân loại đối với các dấu hiệu của ta vẫn lơ là và không chú ý đến Quả thật, ta đã định cư dân Israel tại một nơi tốt lành của vùng đất Sam Hồng Phúc và ban phát cho họ bóng lọc tốt sạch. Họ đã không bất đồng nhau mãi đến khi nguồn kiến thức của Quran đến với họ, xác nhận lại sứ mạng của Muhammad đã được nhắc đến trong tàu ro. Rồi đây, vào ngày phán xét, Thượng Đế của người Muhammad sẽ phân xử giữa họ về những điều mà họ đã từng tranh chấp và bất đồng. Cho nên, nếu như ngươi hỏi thiên sứ Muhammad hoài nghi về những gì mà ta đã mặc khải cho ngươi, thì ngươi hãy hỏi những ai đọc kinh sách thời trước ngươi như người Do Thái và Thiên Chúa. Quả thật, đó là chân lý từ Thượng Đế của ngươi được mang đến cho ngươi. Vì vậy, ngươi chớ là kẻ sinh lòng hoài nghi. Ngươi chớ đừng trở thành kẻ phủ nhận các dấu hiệu của Allah để rồi ngươi trở thành một trong số những kẻ thất bại và thua thiệt thật vậy những ai mà lời của thượng đế ngươi đã phán rằng chúng là những kẻ vô đức tin thì chắc chắn sẽ không bao giờ có đức tin và cho dù mọi dấu hiệu được trưng bày cho chúng thì chúng vẫn không tin cho đến khi chúng nhìn thấy hình phạt đau đớn trước đây chưa từng có thị trấn nào đã có đức tin mà đức tin của nó giúp ích được dân chúng sau khi lệnh trừng phạt đã được tuyên bố ngoại trừ đám dân của yunus khi họ đã có đức tin, ta đã giải thoát họ khỏi hình phạt nhục nhã trong cuộc sống trần gian này và cho họ tiếp tục sống hưởng lạc đến một thời hạn ứng định. Và thực sự, nếu như Thượng Đế của người Muhammad muốn Chắc chắn tất cả loài người trên trái đất này đều có đức tin. Lẽ nào ngươi muốn ép buộc nhân loại trở thành những người có đức tin ư? Không một linh hồn nào có đức tin nếu như không có phép của Allah và ngài sẽ làm ô uế những ai không chịu dùng não bộ của mình để hiểu chân lý. Ngươi hỏi thiên sư Muhammad hãy nói với những kẻ đa thần: các ngươi hãy quan sát những gì trong trời đất. Quả thật, đối với đám người vô đức tin thì cho dù xuất hiện thêm các dấu lạ hoặc sự cảnh báo cũng vô ích đối với chúng. Phải chăng chúng chờ đợi sự trừng phạt đã xảy ra trong những ngày của những người đã đi trước chúng? ngươi hỏi thiên sứ Muhammad hãy nói với chúng, vậy các ngươi hãy cứ chờ đợi, quả thật ta cũng sẽ chờ đợi cùng các ngươi. Sau khi hình phạt giáng xuống, ta đã giải cứu các sứ giả của ta cùng với những người đã tin tưởng. Đó là trách nhiệm của ta trong việc giải cứu những người có đức tin. Ngươi hỡi thiên sứ Muhammad hãy nói, hỡi nhân loại, nếu các ngươi hoài nghi về tôn giáo của ta, ta không thờ phượng các thần linh mà các ngươi thờ phượng ngoài Allah, ta chỉ thờ phượng một mình Allah, đứng làm cho các người chết và ta được lệnh phải trở thành một người có đức tin. Và ngươi hãy hướng mặt mình về tôn giáo thuần túy chân lý và chớ đừng bao giờ trở thành một trong những kẻ đa thần. Ngươi chớ đừng cầu nguyện ngoài Allah những thứ không mang lợi cũng chẳng gây hại được ngươi. Nếu như ngươi làm vậy, ngươi thực sự là một trong những kẻ làm điều sai quấy. Nếu Allah muốn điều hại chạm đến ngươi, thì chẳng có ai có khả năng loại bỏ nó khỏi ngươi ngoại trừ Ngài. Còn nếu Ngài muốn điều tốt lành cho ngươi, thì cũng chẳng có ai ngăn cản được thiên lập đó của Ngài. Ngài ban nó cho bất cứ ai Ngài muốn trong đám bề tôi của Ngài. Quả thật Ngài là đấng tha thứ, đấng nhân từ. Ngươi hỡi thiên sư Muhammad hãy nói, hỡi loài người, quả thật chân lý đã đến với các ngươi từ thượng đế của các ngươi. Vì vậy, ai được hướng dẫn thì thật ra y đã được hướng dẫn cho linh hồn mình. Còn ai lạc lối thì việc lạc lối đó chỉ bất lợi cho linh hồn của y. Và ta không phải là người phải chịu trách nhiệm cho các ngươi. Ngươi hỡi thiền sư Muhammad, hãy làm theo những gì đã được mặc khải cho ngươi và ngươi hãy kiên nhẫn chịu đựng cho đến khi Allah thiết lập cuộc phán xét. Quả thực, Ngài là đấng phân xử ưu việt nhất.